Đấy, cho các bác xem cây lan tiêu. Lan tiêu về trồng. Này cho anh xem nhá, anh chị xem nhá. Đây tôi để cái chìa khóa Everblade này. Chìa khóa Everblade này. Đấy. Đấy. To này, bằng to hơn ngón tay cái, ngón chân cái. Thoát thân này. 2 này. 30. Cây cao 8-90 phân. Lan tiêu xịn luôn ấy. Cánh tím. Đây các bác. Này. Cái mầm nó ra kinh khủng luôn này. Này thoát thân này. 2-40 phân. Lá nhỏ tí tí luôn. Đấy, dầm nó phải dày này. Cái thứ